kể chuyện ngày xưa. Có ông hùng nhựa mít, mang biệt danh hùng đen, vốn dân quê Thái Bình, đi học nơi trời Tây, biết rất nhiều ngoại ngữ. Sau nhiều năm làm ăn, kiếm bao nhiêu là tiền. Rồi một ngày bỗng thấy tâm bừng sáng vô vi, mặc kệ giàu sang đây, hùng lặng lẽ ra đi. Hùng tìm về tri thức, gom tài trí muôn nơi, rồi miệt mài in sách, bán hết cho cuộc đời. Kể chuyện ngày nay, có ông hùng in sách, sau nhiều năm làm ăn, đã xây nên Thái Hà. Ông còn mê nghề in, thích xoa dầu bốc thuốc. Ông còn mê đàn ca, thích hát rong dọc đường. Nghe kể chuyện ngày nay, có rất nhiều tri thức, nghe lời ông rủ rê, cũng xin vô Thái Hà. Tuy rằng lương chẳng cao, vẫn đêm ngày in sách, gom về bao niềm vui, bán hết cho cuộc đời. Từ một loài hoa quý, cứ lặng lẽ đưa hương, tặng đời từng trang sách, ngập tràn những yêu thương. Khơi mạnh nguồn tri thức, cho cuộc sống thêm tươi. Cuộc đời là hạnh phúc, luôn sống cho mọi người. Nghe kể chuyện ngày nay, có rất nhiều tri thức, nghe lời ông rủ rê, cũng xin vô Thái Hà. Tuy rằng lương chẳng cao, vẫn đêm ngày in sách, gom về bao niềm vui, bán hết cho cuộc đời. Rồi một ngày bỗng thấy tâm bừng sáng vô vi, mặc kệ giàu sang đây, hùng lặng lẽ ra đi. Hùng tìm về tri thức, gom tài trí muôn nơi, rồi miệt mài in sách, bán hết cho cuộc đời. Từ một loài hoa quý, cứ lặng lẽ đưa hương, tặng đời từng trang sách, ngập tràn những yêu thương. Khơi mạnh nguồn tri thức, cho cuộc sống thêm tươi. Cuộc đời là hạnh phúc, luôn sống cho mọi người. Cuộc đời là hạnh phúc, luôn sống cho mọi người.